Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft On The Mod 9. Chúng ta đang chèo máy để kiếm thật là nhiều essence. Bây giờ mình đang có khu này, vẫn còn thiếu Inferium Seed ở đây ha. Chín, nhiều cái nữa đếm thử rồi. 9, 18 và 16. Chờ xíu, đi tắt cái kia đi. Rồi bây giờ chiu. Trồng vô luôn. Một đống luôn nhưng mà chưa lên được Insanium thôi. Đi ra đây, lấy hết tất cả những phần Inferium Essence chúng ta đang có ra. Rồi bắt đầu là một cái cục thiệt là bự. Chỉ cần kéo là xong thôi chứ không có gì nữa hết. Kéo và kéo. Lấy cây fortune. Đây. Ghê chưa? Ủa rồi sao? Rồi bỏ vô trong hệ thống. Nó chưa có xuất ra nha. Nó chưa xuất ra. Vậy là bên kia mình chưa bỏ cho nó xuất rồi. Vậy thì mình sẽ đập hết một cái. Rồi mình qua bển cho nó xuất qua cái ruộng bên này. Đập bỏ. Bỏ đi. Đập cái nó đi hai bên luôn mới ghê. Insanium Farmland. Quá dữ. Đó, đã chưa thấy tím một màu luôn. Hello. Chỗ này chỉ là test trước thôi ha. Tại vì chúng ta ngoại trừ cái này còn cần rất nhiều thứ khác nữa. Đây là Nether Quartz Ore. Và bỏ vô trong filter. Cấp điện cho nó. Bỏ thùng cho nó. Rồi thêm cái lever để kích nó lên luôn. Cái này infill 100% luôn rồi. Đây, Nether Quartz Ore. Cần phải có một cây mega để khu này tránh mấy cái con gas đi không cần thiết ha. Nó sẽ đào cho mình. Trong tầm là 512 lận nha. Bự lắm nha. Chúng ta không có thấy được đâu. Giờ đây nâng cấp cái backpack để kiểm tra một thứ là nó có nhận cái backpack được hay không nha. Rồi quay lại bên này. Netherite backpack. Chúng ta sẽ cần phải khóa cái thùng lại một lần nữa. Packing tape. Mở cái này lên, tháo này ra đi. Oh yeah luôn. Do nó bị gom lại rồi đó. Thành ra nó bị như vậy. Rồi mình sẽ để trong đi. Tháo ra và gắn cái backpack lên trên đây. Ok, nếu mà cái backpack nó nhận như vậy thì chúng ta sẽ xài cái này cho nó khỏe luôn. Và cái stack upgrade này nó lại không nằm trong này. Nó sẽ cần có stack upgrade mới của backpack. Rồi đi đặt công thức của cái stack upgrade này luôn. Netherite luôn á nha. Mắc lắm á. Chuẩn bị thêm dimensional shack. Không đủ. Để infill cái này lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vô đây là Inferium cộng với Rosperity. Và nó sẽ đào lại từ đầu. Rồi đang bắt đầu chạy rồi đó. Stack upgrade 10 cái. Đây là 7 cái. Quất vô. Phải nói là quá dư luôn á. 1024. Và gắn vô vậy thì nó sẽ giữ được 2 tỷ. Rồi coi như là số này maximum luôn rồi. Số này cũng đâu có thua gì cái đăng nôn đâu. Mà nó còn bự hơn cái đăng nôn nữa. Sát ngay cái chân này luôn. Hay quá đi.
Rồi cho cái này luôn, tận dụng sử dụng. Và phải tiếp tục. 52, 52, 256 là rất dư. Mình đang ở nhiêu đây? Coi thử coi. Chọn vô. Hiện tại thấy màu đỏ là đang có huyết nguyệt nha. Rồi và ụp thôi, ở nó nhiều. Đó, chúng ta sẽ cần phải có vài trăm ngàn. Thì cứ để nó đào và nhớ lót chân là được. Bây giờ cho thêm công thức vô để nó có thể auto luôn cả những cái pattern của cái processor nha. Không phải bỏ chổng đâu mà bỏ đây nè. Chỉ vô trong đó, xoay cái mặt lại. Giờ coi thử coi xoay được nó vô chưa nha. Giờ nó mới chịu nè. Sẽ gắn cái này vô và bỏ công thức vô chổng. Cái này trả lại đây. Công thức này vẫn có thể mở lên được. Chúng ta sẽ yêu cầu làm processor coi thử. Nếu như processor này 64 Mission Silicon. Rồi silicon thì làm từ gì? Từ Cort. Rồi bây giờ trước mắt là mình đang xài cái importer đây trước để cho nó chạy trước. Nó sẽ cần phải chạy thiệt nhanh. Bây giờ coi lại processor cái nha. Processor bây giờ nó sẽ có thể tự động được rồi đó. Rồi, thấy vô rồi đó. Vô là vui rồi đó. Đây, SAM4 processor. Ok. Những thứ khác coi như là xong. Nhưng mà tốc độ thì phải coi lại sau. Cần thì làm luôn cấp độ Advanced. Advanced Importer. Thì công thức này đây. Thì cái này từ từ tính. Nó có chạy được chung với hệ thống này hay không thì mới biết được. Còn bây giờ trong đây là coi như tạm ổn nè. Đây là công thức của building gadget. Bỏ lên và sạc. Rồi mình có thể ổ khoan. Building gadget cũng được ha. Chúng ta có thể xây ra một cái khu. Xây cái sàn rộng 15x15. Cái cột bằng cái gì thì có thể bấm cái này. Hoặc là cái sàn đó. Rồi ta đi lấy một đống nether cord về đây mà đập là làm được thoải mái luôn. Cái chuyện mà lấy mẫu simulator là cái chuyện mà mình không muốn bao giờ làm hết á. Chỉ có những con nào quá cực thì mình mới lấy mẫu và simulator thôi. Còn không là mình không muốn bao giờ đụng vô cái đó hết. Rồi bây giờ chúng ta đã có thêm chỉ, có thêm này kia. Để tạm thời làm một cái 4096 ngàn là 4 triệu á. Tác. Rồi coi chế tạo kìa. Dù luôn. Hãy vậy mới được. Bỏ vô chạy rất là nhanh. Và đang làm nether cord. Đã chế tạo xong. Và cho làm một cái importer loại xịn hơn coi làm sao. Cái này đủ luôn, bấm thôi. Đang xử lý bên kia. Và 4096. Nó đây. 4 triệu đó. Rồi nó cần phải có thêm cái này nha, Advanced Storage Housing lận đó. Giờ mình sẽ cần phải bấm công thức. Ồ, còn thiếu. Advanced Storage Housing không có đặt công thức. Làm thêm một cái Disk Manipulator. Rồi bây giờ cái này để đâu cũng được. Lấy cái này ra, nó sẽ không còn gì ở chổng hết. Và mình sẽ cần phải chuyển từ đây đi qua bên đây. Cái này để vô đây. Và cái này để xuống đây trước. Nó phải cắm vô trong hệ thống. Rồi bây giờ insert into network. In. Đồ đang được chuyển vô với tốc độ rùa bò. Tốc độ rùa bò. Thiệt tình luôn á. Đồ nhiều quá. Chạy kiểu đó là thua luôn á. Rồi đây. Disk Manipulator. Không có cần phải ngồi 2.000 năm nữa. Cái nào mà nó có đánh dấu á, thì nó mới là cái Vibranium. Còn cái nào các bạn nhìn thấy nó không có đánh dấu á, thì nó là cái cục khác.
Laser drill. Vibranium. Vibranium này. Laser drill không kiếm được ọt. Cục nhỏ thì sao? Không thấy. Cái này thì sao? Laser drill tìm được. Nhưng mà rất là mệt. Làm tới cái này phê lắm. Rồi, và sau khi đập fortune ra thì chúng ta nhân lên bằng merit thôi. Chuyện này rất bình thường rồi. Chúng ta có những món đồ gọi là cao cấp luôn ha. Từ vibranium sai unbreakable rồi tới cái này nữa để đi tìm đồ. Và tới cái này nữa để nhân lên. Quá đã. Và muốn nấu lên cho thiệt nhanh thì sao? Đây. Không cần split đâu. Split ra nó chậm hơn nữa đó. Chơi thêm cái collector vô. Đẩy đẩy em merit vào bển. Là tự động luôn. Tự đi. Xử lý xong bỏ vô nấu. Chúng ta không cần phải làm gì hết. Rồi phần còn lại thì ta đem cất đi. Furnace đâu? Ấm nước coi. Làm được rồi nè. Rồi và coi thử có làm tới đâu rồi. Ghê chưa? Chiu chiu chiu. Furnace. Thêm một cái nữa. Rồi và furnace rồi thì factory upgrade. Không có. Thêm vô luôn ha. Thêm vô để có gì sau này xài cho nó khỏe. Rồi bây giờ đi nâng cấp cái này một cái. Cho qua, cho qua, cho qua. Ở chỗ này chúng ta sẽ đập cái này ra. Và gắn Alice. Alice luôn nha. Vẫn có speed, vẫn có này kia vô. Thì hy vọng nó chạy kịp với bên đó. Rồi bây giờ qua đầu này chúng ta sẽ lấy kiến ra. Chúng ta sẽ làm một vài thứ của cái chân destroyer. Đầu tiên là cái filter trước. Bây giờ ra đây kiểm tra một chân nhỏ nhỏ trong đây trước. Muốn gì hả em? Cứ hát chơi đi. Để tôi xử lý khu này cái cây. Chúng ta sẽ có một chân trước nha. Ở đây là một chân nè. Và để coi sau khi nó đào thì nó sẽ bỏ cái phần cát đi hay không. Trong này là 3769. Chúng ta sẽ cần phải cho điện vô. Đó, nó bao lại rồi đó. Khoáng sản thì ok, nhưng mà cát. Ồ, cát là có đưa lại. Rồi 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 rồi, khoan. Nhanh quá, nhanh quá. Hốt xong một chân rồi đó. Nó chỉ hốt từ bên dưới nó trở xuống thôi. Còn trên này thì không. Mimic. Boss hả? Đào xuống đây, con boss rớt xuống luôn nè. Ôi, loot Pinata. Vui quá đi. Để dưng loot Pinata nổ vào lúc này. Sắc pendant không cần, ra được ngọc. Bây giờ đã chuyển từ đây sang đây rồi nha. Cái này mình có thể bỏ được. Đập ra. Và cái túi này thì nó sẽ không có rớt đồ ra là được. Và bây giờ ta lại tiếp tục chuyển nhà cho cái chân destroyer. Wow, con xương bắn cung gửi ông Honey Archer. Hiểu em ơi, nhiều chuyện quá à. À, không hiểu lý do vì sao nó không chạy. À, tự dưng đào ra một chân thì chạy và nó cũng tự động bơm nước luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho nó bự bự gọng gọng lên chút. Chúng ta sẽ đập ra lại để chỉnh lại ha. Và tất nhiên là tắt cái này đi, chưa cấp điện đâu. Cho nó ra chút xíu, 3 x 3 coi làm sao. Ủa, 3 x 3 lộn hướng nha. Có những cái khói ảo nè. Khói ảo này là có thể là nước, cũng có thể là lava. Đó. Nó sẽ tránh cái trường hợp mà nước bị chảy xuống như vậy. Nó quét qua, nó sẽ đặt cái khói ảo vô. Cái nước này nó chảy xuống rồi thì nó sẽ gây lắc. Và bên dưới có hang đẹp quá. Rồi, có mimic nữa không? Đó, có mimic nữa luôn. Ôi, hên quá chừng luôn ta. Rồi bên đây mimic nữa không? Mimic luôn đi. Ở bên đây chỉ có thuốc nổ thôi chứ không có mimic. Hiểu luôn. Bùm. Wow, có khu này nữa hả? Biome dưới vậy. Fungi Cave.
Một biome có tùm lum đồ chơi hết nè. Enderman nhìn dễ thương ghê chưa? Badland Enderman. Rất gì không? Ôi rất được cái Tiny Skull. Làm được cái cover. Vui vui. Rồi và sau khi bị crash do bay quá nhanh thì chúng ta đã load lại. Lần này bay từ từ lại một chút. Đi kiếm khu vực có cát thôi mà nó khổ gì đâu luôn á. Tự dưng đang đi phát hiện có công trình. Này là cái tháp ha. Spawner ở trong cũng nhiều lắm. Đây rồi. Ancient Sen. Rất. Và có được. Ôi có được này luôn. Hay quá Ancient Sen. Con gì vậy? Con gì ở đây vậy? Kênh kênh. Kênh kênh rất gì không? Không. Kênh 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 nổ hũ con. Kênh kênh không rất gì rồi. Rất lông. Rồi bây giờ tháo cái cột đi nha. Tháo cái cột. Cái cột này chúng ta đang ở Ancient Sen. Là bao có cát luôn. Đủ thứ loại cát hết. Bây giờ tha hồ đào nè. Ôi có cột nữa kìa. Cột 2-3 cái luôn. Đập lấy cột. Khoan khoan khoan. Cái gì kỳ vậy? Ancient Sen gì mỏng dính vậy? Ôi kỳ nha. Rồi luôn, tới luôn, tới công chuyện luôn. Ancient Sen trên bề mặt có một lớp cát thôi à. Còn bên dưới là toàn là Terracotta không ông ơi. Vậy thì được bao nhiêu cát đâu. Đúng là tới công chuyện thiệt luôn. Có bé ông gì đây? Có cái cột nữa kìa. Cột đầy luôn. Cột đầy thì lấy. Bé ông gì đây? Ashi Mining. Chúng ta sẽ bắt đầu đào từ trên đây đào xuống. Được bao nhiêu cát tính tiếp. Bây giờ mới gọi là chơi sang nè. Biết sao sang không? Tại vì ta có thể void. Bấm cái này cái là void hết luôn á. Ồ có nhiều thứ quá. Thiệt luôn á. Giờ hả mà đi bỏ nữa cũng mệt nữa. Thôi bây giờ chơi sang là void hết. Không cần suy nghĩ ha. Vậy là bây giờ void hết. Chỉ giữ lại những món ở trong đây thôi. Nó sẽ cần cái này. Mình nhớ là cần phải có cái rune này nhiều lắm. Rồi và nói tóm lại. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đang đi đào cát. Bởi vì cát cần rất nhiều. Cũng như là nether quartz gì này nọ nữa. Sẽ cần nhiều hơn nữa. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.